Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ilanka. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bọn mình mới vừa tự học xong. Bọn mình trên đường đi về ký túc xá thì mình có nhờ con bé em á, nó chở mình đi qua bên cái khu giảng đường của Trư Miễn. Ở trong trường mình á, có một cái khu giảng đường rất là đẹp luôn, mà mọi người hay check in ở đó. Nói chung là mọi người chụp hình ở đó thì đăng lên TikTok đồ á, cũng rất là nhiều luôn á. Đó là cái khu của Trư Miễn. Thì ban ngày nó cũng đẹp mà ban đêm nó cũng đẹp. Ban đêm nó lên hình rất là lung linh luôn, kiểu như là có đèn á mọi người. Nhân tiện tối hôm nay về sớm thì mình sẽ ghé đây mình quay cho các bạn xem nha. Trong tất cả những cái giảng đường ở trong trường mình, buổi tối thì đa phần họ sẽ tắt đèn hết. Những cái phòng nào tự học á, thì người ta mới để đèn riêng. Cái tòa Trư Miễn này thì người ta sẽ mở rất là nhiều đèn luôn. Và mình cũng không hiểu lý do vì sao ở ngoài hành lang người ta mở rất là nhiều đèn, kể cả trong phòng học cũng như vậy. Nhìn rất là đẹp, rất là sáng luôn. Còn những cái khu giảng đường khác á, phòng nào học mới mở đèn, còn không thì nó cứ tối tối á mọi người. Thì ngày hôm nay có dịp mình dẫn các bạn vào bên trong để cho các bạn xem thử cái khu giảng đường của Trư Miễn nó sẽ như thế nào nha, khi về đêm nha. Rồi ngày hôm sau thì thí dụ như mà mình có thời gian thì mình sẽ đi ban ngày đến đây để mình quay cho các bạn xem. Ban ngày thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà nó đẹp theo một cái kiểu khác. Còn ban đêm thì nó cũng đẹp, nhưng mà nó đẹp theo kiểu là có ánh điện, có bóng đèn ha. Như các bạn đã thấy thì mình vừa vào cái lối vào trong bên sảnh. Thì cái khu này là cái khu sảnh lớn, ở bên ngoài mình vào là mình sẽ gặp liền. Ở đây buổi tối cũng có nhiều bạn ngồi để học bài các bạn. Rồi cũng có nhiều lớp người ta lên lớp buổi tối nên vào cái khu này ban đêm thì các bạn không cần phải lo sợ, tại vì lúc nào cũng có người ở trong này. Bây giờ là đang ở cái sảnh nè, mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong. Nó có một cái khuôn viên. Khuôn viên buổi tối thì nó hơi tối một chút xíu. Đây là cái khuôn viên của Trư Miễn. Ban ngày nó đẹp lắm, nó có cái cầu xoắn ốc á, nên rất là đẹp, là nơi mọi người hay check in ở đó. Còn bên này như các bạn có thấy không, cái tòa nhà mà nó mở rất là nhiều đèn luôn, nhìn nó sáng trưng, sáng rực cả bầu trời luôn á. Mà nó mở ở ngoài hành lang thôi nha. Tất cả các bóng đèn đều được lên điện giờ ban đêm. Còn cái này là cái lối đi ra cái khu cầu xoắn ốc. Cái khu cầu xoắn ốc này là nó sẽ đi lên cái tầng 2 của một cái khu đối diện. Thì bây giờ thì mình đi sẵn mình quay cho các bạn xem nha. Cho các bạn xem lại một lần nữa cái khuôn viên nè. Rất là đẹp luôn. Những cái giảng đường ở bên này á, nó thiết kế không có giống nhau. Mỗi cái giảng đường nó có một cái kết cấu, một cái kiến trúc khác nhau hết hoàn toàn. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem trước, đó là cái giảng đường của Trư Miễn về đêm. Rồi bữa sau thì mình sẽ sắp xếp đi quay cho các bạn xem những cái giảng đường của Rạn Quảnh Lẩu này, của Ly Trẩn này, của Trư Quảng này, rồi những cái giảng đường khác nữa. Ở trong khu trường mình có cũng nhiều cái giảng đường lắm, thì có dịp thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Nhưng mà mỗi cái giảng đường ở bên trong nó bố trí bàn ghế nó cũng sẽ có một cái chút nó khác. Nó có phòng nó giống nhau và có phòng nó sẽ khác nhau nha. Cái lối lên cây cầu xoắn ốc này thì nó hơi tối một chút xíu, nhưng mà không sao, đi riết cũng quen á các bạn. Tại vì cái lối cây cầu xoắn ốc này là nó sẽ bắt từ tầng trệt ở phía dưới và đi thẳng lên tầng 2 luôn, nên mọi người không cần phải leo cầu thang ở bên trong. Mọi người có thể đi ở đây và có thể ngắm nhìn từ cái cầu xoắn ốc, mình có thể nhìn xuống thấy ở phía dưới á. Còn đây á nè, như mọi người thấy nè, loáng thoáng ở trên cái hành lang này cũng có vài bạn đang học bài đi tới đi lui á. Bất kể lúc nào các bạn đến cái khu này cũng đều có sinh viên tự học ha. Còn đây là cái phòng học của Trư Miễn. Ở lối hành lang bên ngoài cũng có rất nhiều bạn tự học luôn. Mình sẽ đi ra cho các bạn xem nha. Sinh viên bên này họ tận dụng mỗi lúc mọi nơi luôn, bất kể chỗ nào cũng có người học hết trơn á. Từ trong thư viện nè, xong rồi họ sẽ tràn vào những cái khu thang máy nè, thang bộ nè, rồi xong rồi những cái giảng đường nè, buổi tối á, họ sẽ ngồi bên trong từng những cái phòng học, xong rồi họ sẽ đi ra ngoài hành lang nè,
Xong rồi có những cái bạn họ sẽ đi ra ngoài cái bờ hồ Tinh Vũ á, ban ngày, ban đêm, buổi tối gì hay buổi chiều gì, bất kể lúc nào các bạn đi cũng đều thấy sinh viên Trung Quốc họ ngồi họ học bài hết trơn á. Đây là một cái lối đi qua một cái khu khác. À, cái tòa nhà hồi nãy mà sáng sáng đèn của Trương Miễn á, mình có quay cho các bạn xem á, thì bây giờ mình sẽ đi qua cái lối bên này cho các bạn xem nha. Ở đây á, cái tòa này nó cũng rất là mới, nó khá là mới và nó sơn cái màu cũng rất là đẹp. Cái phòng học, cái số phòng học cũng xịn nữa, và cái mã để vào trong cái phòng học á, nó sẽ là một cái ổ khóa điện từ chứ không phải là cái khóa tay như những cái phòng học khác. Nói chung là bên này thì nhìn nó hơi xịn hơn so với những cái phòng học khác. Ở đầu bên dưới của cái hành lang các bạn cũng có thể thấy cũng có sinh viên ngồi tự học á. Do bây giờ là đang là cái giai đoạn mọi người chuẩn bị thi cuối kỳ nên những cái ngày này nè, thường thì mình sẽ vào trong thư viện để học bài, nhưng mà những cái ngày này bên trong thư viện rất là đông. Hôm nay thư viện đông một cách lạ thường luôn, xe mà mọi người để tràn ra hết cả cái sân luôn á, thì bọn mình sẽ không có vào bên trong thư viện mà bọn mình đi qua khu Trương Miễn. Nhân tiện ngày hôm nay đi, mình cũng muốn quay cho các bạn xem một chút xíu để cho các bạn có thể xem được những cái giảng đường ở bên này nó có gì, nó có khác với bên Việt Nam hay không. Thì mỗi nơi, mỗi cái công trình kiến trúc nó khác nhau thì dĩ nhiên nó sẽ có cái nét nó khác nhau. Nhưng nhìn chung thì mình thấy nó cũng ok ở Việt Nam, giảng đường nó cũng ok mà. Thì bên này nó cũng ok, mỗi nơi nó sẽ có một cái khác nhau nên mình cũng không thể nào nói là ở bên nào nó tốt hơn bên nào. Tại vì mỗi bên nó đều có những cái thế mạnh khác nhau. Đây là một cái lối khác của khu Trương Miễn á các bạn, một cái tòa khác nhưng mà mình sẽ không đi xuống ha, mà mình sẽ đi ra. Và lúc này đây khi mà mình đi xuống dưới á, thì mình sẽ cho các bạn xem một cái bảng. Ở trên cái bảng, đây là cái bảng mà nó có thông báo những cái vị trí ghế, cái phòng nào trống, phòng nào tự học và phòng nào đã có người sử dụng á. Nó có cái bảng chỉ dẫn, mai mốt các bạn nào muốn mượn phòng thì có thể tham khảo cái bảng đó ha. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ đi về và đi ăn tối. Thì nhân tiện ngày hôm nay ở trong cái video này, mình muốn chia sẻ cho các bạn đến một cái món ăn của Trung Quốc. Nó đậm chất của Trung Quốc luôn. Đây là cái địa chỉ, cái tên quán mà mình đi. Thì các bạn có thể search cái tên quán nha. Nhìn vô cái tên quán này, nếu như các bạn muốn đi á, thì các bạn cũng có thể lên trên mạng và tìm cái tên ha. Ngày hôm nay thì mình đi đến đây ăn thì đi cùng các bạn Trung Quốc. Thì ngày mai các bạn ấy về nhà, nên ngày hôm nay mình ăn tất niên coi như chia tay. Hai bạn chúng ta là bạn. Bây giờ thì bọn mình tiến hành vào bên trong. Bên trong nó thiết kế trang trí thì mọi người cũng có thể thấy là nó rất là Trung Quốc luôn. Nó rất Trung Quốc luôn. Rồi bọn mình phải đợi rất là lâu mới có bàn ở đây. Cái quán này nó rất là đông. Bọn mình phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ á, có thể là khoảng 45 phút rồi mới được vào bên trong cái quán này. Và cái món mà mình muốn cho các bạn xem đó là một cái lẩu rất là cay. Mọi người có thể thấy ở bên trong cái nồi lẩu á, thì ớt gần như nửa nồi. Các bạn có thể thấy không? Ớt không gần như nửa nồi. Khi mà các bạn ăn ở quán này á, thì cũng có người đến hát phục vụ văn nghệ. Thì bây giờ mời các bạn thưởng thức cái bài Thần Tu ha, tức là cái bài Thành Đô do cái bạn sinh viên này hát cũng rất là hay luôn. Và cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với kênh Ilanka. Sau khi nghe xong cái bài hát này thì mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau để sức hấp dẫn và thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. 我会把手揣进裤兜，走到。
雨淋淋的尽头，坐在小酒馆的